mẹ ơi lòng trẻ thiết tha, ăn năn sám hối tại gia tu trì. Con dành ngủ với tam quy, đạo tâm mi con nguyện hôm nay cao dời. Đạo nhân con nguyện đắp bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện cũng niệm sớm mi trưa, ăn năn đi sám hối tội xưa thiếu lần. Cầu xin đi các đi đấng hoàng ân, Chúa Cha mẫu mẹ thánh thần chứng tri. Cầu xin mẹ phụ quyền di, lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày nay dời tâm lòng thành cầu người cường bảo lòng lành sửa tu. Trần miền như tế trăng y lô, cầu cho ba tâm rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được cái ta quy cánh cõi thiên được về. Bao nhiêu tội lỗi lầm mê, ăn năn sám hối được về lạc ban. Xưa lời Phật rõ ràng, thành thì tâm y sáng hối tỏa vàng ước lên. Nhưng người trần hạ lại quên, mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo biên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm con có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng hy đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt nơi cùng nhiều. Mai nhờ con ngẫu thần tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ăn y năng, ngày đêm cầu nguyện siêu thăng phù quyền. Làm người không biết tổ tiên ông bà cha xiền rất to. Khuyên ai chớ có nắng đo, đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy.
không. Diêu trì kim mẫu từ tôn, cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kẻ tưởng niệm ơn trên hoàng màu, kinh mẹ hiền phủ ở điện độ mang. Ba gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng vàng là thật, đêm si mê rồi diệt thiện tâm. Quên đi Phật Pháp diệu thâm, đó là phương quên hằng đi trung tinh ở đời. Mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ con hư hồng ham mê chè râu, không hại gì bằng tổ nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thắm, vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đánh y nhau. Lại chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha. Quên đi công y đức ông ở bà phải chân, vì rượu con là bất nhân. Trong các tội hiếu ân nghi là trong, xin khuyên người tỉnh y mộng ăn nghi nâng. Làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính y mẹ ông bà tổ tiên. Đôi anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn phong môn. Ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cũng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui.
đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc rồi mỗi người lẫn nhiếp lẫn ngừa nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào với lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu khẩn cha hiền, xin cha nương nhẹ cần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giai, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thẳng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện dư lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một dạ thiện cầu xin ý Tam Bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phan độ người cần thế hùng quan thành tiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin Ngọc Đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào nề thân nhớ. Mau mau sám hối kịp giờ, trao dồi tâm đạo sáng đỏ kỳ lời kêu gọi thiết tha. Ai ơi thức tình ráng mà tu tâm, thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sách đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí
bớt khổ mình vui. Phương tiện buông tay tội lui tức thì, cầu xin chư Phật tự bi độ người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân, dù gặp tai họa thánh ý thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sống đào, vàng rồng bạc nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi non sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong đi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tấm đi tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm thiên đần tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hờn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bái ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúng sâu khó vật chân ra. Chơi vơi trong bể ái hà, tử sanh sanh ý tử thật là chi bằng kinh kể hôm nay. Rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông,
dù cho bão táp mưa phong, kiên tâm định y tâm như không có gì. Thượng còn nhờ đức từ bi, vô thượng gì bởi sân si hại mình. Trôi lăn trong kiếp phù sinh, hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông, cánh bèo tan rã khó mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà, dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tỉnh thì thương, đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải sợ tội, sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần. Tây phương tịnh y độ an nhàn thấm thơi, tham chi dục lạc trong đời là đời lầm lạc mà thương. Không hồi tâm lại tìm đường tu thân, tu là báo bổ tư ân. Hoa hồng ấp lạnh sống thân tại tiền, thuốc than bồi bổ thông quyên, sớm thăm y tối duyên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phận làm em út nghe lời trưởng huynh. Làm anh phải trọn nghĩa tình, hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn, cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên, độ cho ba tánh trần miền sáng tu. Tu sao bỏ sao một dạ chí thành, thành người
sự xâm ni tạc thờ. Bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân thương ai giờ giờ chớ quên. Cầu xin y tam bảo ơn trên, độ con trí tuệ lập nên đạo màu. Độ người khắp cả năm châu, chẳng thế vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người có lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dù, xê sang cho lắm không bằng nam mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ, tập làm bố thí lần vô cửa thiền. Để rồi sớm tối cần kiên, hiểu thông kinh kệ kết duyên Phật nhà. Cầu xin từ phụ Thích Ca, đó người sáng mà hối bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phan, soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Xưa kia hung dữ hội phần, hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng mà hối lần về cây xưa. Diệu trì mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tỉnh mẹ đưa rước về. Kim giai con được hầu kề, hầu cha hầu mẹ trăm bề nhàn thân. Mong sao ba tâm ni chí thành, ăn năn ni sám hối phước sanh hòa lùi. Đã tu bỏ đi những sự sai lầm, năng hành bố thí diệu tâm pháp màu. Tu hành Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng thinh thinh, làm sao tránh đi cõi thiên đình quả ban.
bây giờ ta chịu cơ hàng theo chân Phật pháp tai nạn sẽ qua. Mong ai quy kính chánh tà chọn đường chánh đạo để mà tu tâm, tu là biết trong thánh lý thần. Bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn tu mà phước khi đức không ở bọn còn chi thân. Tu là làm phước làm nhân giúp người là ư bước cơ bằng nắng tay. Mặc ai đùa trí phô tài đường ngay nẻo tăng năng ở trần thấm giống rào bước ghé kinh người người sau này như thể hoa tươi liên hoa mà hoa phẩm là người mà sanh ta. Nam mô sao chờ Di Đà thường xuyên mà tống niệm thân tâm an nhàn nhẹ nhàng đời tất đi đức tu thân ơi bớt đi mà lợi lạc thì nghĩa giới nhân phải trọn ngày làm người biết niệm từ bi thân tâm y khẩu y sân si tu thì phải sống thánh đi bằng cầu xin đi tam bảo hồng ân phụ này hạ quân sắp mà tới hết đây không tu không sửa hội này hết trơn tu là mong sao thoát cầm ta bà dễ miền mà cất lạc Phật đà thầm thơi ham chi trần hạ đu bơi để tranh lời thấp cao chi bằng tâm đạo dồi cao đánh tan lời
dục phá nhào vô minh. Mình y tâm kiên tâm y giữ dành ấn lòng mà tu niệm ấy, thất tình phải hà sang bờ mê bên giác lần qua gặp chữ Bồ Tát để mà cùng tu. Con cuối lại đắng tam giới con quy mãn cùng mười phương Phật. Nay con nguyện pháp nguyện rồng tiếp điện cơ mẫu hoàng lắp thành kính long đình trong ngày hỏi điều cuối xin mẹ chỉ dạy lời ngọc châu tu hiền. Chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời long qua Di Lạc tôn dương Phật, xin trời đất chứng y minh lòng hiếu tâu qua mong đền đáp mẹ già. Trong kỳ ba thân trụ xin mẹ hiền điển phụ tình thương để cảm thập phương trong bồn đào và huynh để gần xa gặp được kinh Long Hoa pháp nguyện tu tinh tấn quy về giới mẫu xin thải mẹ chứng minh. Nam mô vô vô cực đại từ tổ cảm ứng chứng minh sanh thường trâu chân ly pháp minh Như Lai quá khứ tỳ bà thí Phật. Nam mô vô di thiên cung quyền Ngọc Hoàng Phổ Độ Đại Thiên Tôn. Nam mô thập phương tam thế chư Phật thượng trụ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thề nguyện độ tỳ diên tu
Ngày nay trần thế người hiền, phát tâm ấm tâm bộ kinh khuyên đời. Khuyên đời tu niệm dòi cao, lưu truyền ba tâm gần xa tu hiền. Nghe kinh Phật mẫu hữu duyên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tu. Lòng con tình tấn công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo hiền. Ngày tiếp điện thiên liên, trình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời. Nguyện trên hoàng mẫu chương toàn, cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên. Chứng y lòng Phật tử họ Phan, pháp danh y tâm y đức dạy thời, thành tâm y ấm ư tâm bộ kinh khuyên đời. Duy thương họ nguyện là con, pháp danh y tâm y pháp ngày nay đáp đền. Nghĩa ân lại mẹ lòng nam nữ hữu hình ngày nay. Ngọc thanh con mẹ họ Lư, đồng chung khi mà phát nguyện thì để lưu truyền chân kinh. Có gọi anh đi phán, pháp danh đi tâm ấy yêu, tạm vàng rồi trao. Trúc đi con mẹ họ đây, pháp danh đi tâm hạnh ngày nay cũng đắp bồi. Cầu gọi anh đi phan diệu chân Phật đặt đi danh đi tên đề quy y tam bảo vẹn ở đề. Ngày nay vô tí ân ở dài lắm kinh, quê duyên lập sanh thiện rồng đài cao, thỉnh mẹ ngồi đó ban vàng mẹ ghi. Tên vàng là trẻ hài nhi, mẹ thương ghi ta cung di đắp bồi. Ngày sau con trẻ được ngồi đài sẵn thì để con ngồi mà lên trên. À,
tâm hòa quyện trên kinh, cầu an gia đạo vui trên thuận hòa. Việc làm mọi việc đắc thành, nguyện cầu thất tổ cứu quyền siêu thân. Nguyện cho cha mẹ hiền tiền, phước tăng lộc thọ viên viên dinh trường. Nam mô A Di Đà Phật. Bộ kinh biên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh, sinh năm 1953, pháp danh Tâm Đức, hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tấm bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kabahulu Ave Honolulu, để cầu nguyện gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước quảng viên, tấn tài tấn lộc tấn bình an, hồi hướng phước báo cho quý Phật tử. Sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu, cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đài Chứng Minh. Lời Phật rõ ràng, thành mì tâm nghi sáng hối tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo biên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần, lại còn khinh rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng thi đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng muốt như cùng nhiều. Mai nhờ con ngẫu thần tam bảo đủ điều kiện căn, con nguyện giác ngộ ăn y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thân cô quyền, làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha hiền rất khó. Khuyên ai chớ có đắng đo, đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu con để giả riêng tay cứ mãi cần hạ biết cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật.
kẻ tưởng niệm ơn trên hoàng màu. Kinh mẹ hiền phủ ở điện độ em. Ba gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng vàng là thật, đêm si mê rồi diệt thiện tâm. Quên đi Phật Pháp diệu thâm, đó là phương tiện diệt phàm xưa nay. Kiếp người mãi quên hẳn đi trung tính ở đời, mãi ham tiền bạc chơi bời. Tháng ngày quên mất những lời mẹ khuyên, còn hư hồng ham mê chè râu. Không hại gì bằng tổ nhập tâm, xem thường sĩ diện tình thâm. Vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đánh mê nhau. Lại chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha. Quên đi công nghi đức ông bà phải chăng, vì rượu con là bất nhân. Trong các tội hiếu ân là trọng, xin khuyên người tỉnh đi mộng ăn nghi nắng. Làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ. Đôi anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn tông môn. Ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cùng đừng yểm tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lân lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bờ
còn phước đức chớ rài than gian. Bài xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thần thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tín Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện dư lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính dường. Một lòng một dạ thiện cầu xin ý Tam Bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người trần thế hùng quang thành tiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin Ngọc Đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào nề thân nhớ. Mau mau sám hối kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết thứ ta, ai ơi thức tình đi ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sắc đi dốc vàng vẫn không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui tức thì. Cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân, dù gặp tai họa thắm ý thần cứu cho. Thấy đời
sữa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào vàng rồng bạc nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong đi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tánh đi tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm cưa kinh kệ luận đàm thiên nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin đi Tam Bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tu tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúc sâu có vật chân ra. Chơi giới trong bể ái hà, tử sanh sanh tử thật là bằng kinh kể. Hôm nay rèn lòng sửa tâm đi, tháng ngày thông dông. Dù cho bão táp mưa phong, kiên tâm định đi tánh như không có gì. Thượng còn nhờ vô thương gì bởi sân si hại mình. Trôi lăn trong kiếp phù sinh, hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông. Đời
trời trở gió đông, cánh bèo tan rã mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà, dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tin thì ương, đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần, Tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơ. Tham chi dục lạc trong đời là đường đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân, hoa hồng ấp lạnh sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ thông quyên, sớm thăm y tối duyên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phận làm em út nghe lời trưởng huynh. Làm anh phải trọn nghĩa tình, hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn, cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên, độ cho ba tâm tận miền sáng tu. Tu sao bỏ bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân tương ái giờ giờ chớ quên. Cầu xin y tam bảo ơn trên, độ con trí tuệ lập nên đạo màu. Độ khắp cả năm châu, chán chê vật chất trồng vào nghĩa nhân.
người người một giả tương thân, kẻ giàu người khó lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dù xê sang cho lắm không bằng Nam Mô. Ráng tu khỏi đọa tam đồ tâm làm bố thí lần vô cửa thiền. Để rồi sớm tối cần chuyên hiểu thông kinh kệ kết duyên Phật là cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sám hối bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Xưa kia hung dữ bội phần, hôm nay sửa tâm gieo nhân hòa lành. Phật phát sanh Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng hối lần về quê xưa. Diệu trì mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tỉnh mẹ kim giai con được hầu kề hầu cha hầu mẹ trăm bề nhàn thân. Mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sám hối phước sanh quả lùi. Đã tu bỏ đi những sự sai lầm, năng hành bố thí chịu tâm pháp màu. Tu hành Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng thinh thinh, làm sao tránh đi cõi thiên đình quở ban. Bây giờ ta chịu cơ hàn, theo chân Phật pháp tai nạn sẽ qua. Mong con đường tránh đi đạo đề mà tu tăng. Tu là biết trọng thánh ni thần, bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn. Tu mà phước đức không bòn, tu
tài thiện lương ta giữ ngày ngày kệ kinh. Đường ngay nẻo tăng năng trần thông dòng rào bước ghé kinh người người. Sau này như thế hoa tươi liên hoa mà hoa phẩm là người mà sanh ta. Nam mô sao chờ Di Đà thường xuyên mà tống niệm thân tâm an nhàn nhẹ nhàng đại tất thi đức tu tăng ơi bớt đi mà lợi lạc thì nghĩa giới nhân phải trọn ngày làm người biết niệm từ bi thân tâm bi khẩu tu thầy phải sống thánh đi bằng cầu xin đi tam bảo hồng ân phụ này hạ quân sắp mà tới hết đây không tu không sửa hội này hết trơn tu là không giận không hờn gặp người biến nhẹ chẳng sợ lòng ta mong sao thó cầm ta bà dễ miền mà kết lạc Phật đà để tranh lời thắng cao chi bằng tâm đạo dòi cao đánh tan lục dục phá nhào vô minh mình đi tâm an lòng mà tu niệm thất tình phải hà sang bờ mê bên giác lần qua gặp như Bồ Tát để mà cùng con cuối lại đấng tam giới tôn khi mang cùng mười phương Phật nay con nguyện phát nguyện
lời ngọc châu cô hiền. Chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời long quanh Di Lạc tôn dương Phật, xin trời đất chứng y minh lòng. Trụ tam bào, nam mô bổn sư